Xin chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm 11 video để đi đón hàng buổi tối. Đi đón hàng buổi tối và cấu hình hôm nay nhà Tùng Nguyễn về bát 30 Maxin từ 19 côn 76 và cấu hình là bát 30 Maxin từ 170 côn 75, mà rất là kết hợp rất nhiều sợi bông thủy tinh. Và hôm nay Tùng Nguyễn hôm qua đã báo rồi, hôm nay Tùng Nguyễn về được 60 cặp chắc B3. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ, Tùng Nguyễn đã bảo là xả tép, thế nên là hôm nay Tùng Nguyễn về tiếp tép B3 rất là nhiều. Tép B3 từ 120 con 44. Cốc của con này là cốc nhôm và màng titan. Và loại này là loại bắt ốc, Tùng Nguyễn sẽ tặng cho anh em bích lối để anh em chơi. Và dòng này thì nó đi kèm cả ốc anh em nhé. Và côn 44 thì tép bắt ốc thì các bác hay chơi với gen xoáy, thế nên là Tùng Nguyễn sẽ tặng cho anh em bích lối để anh em chơi. Và dòng này là cốc nhôm. Đấy, từ 120 côn 44 cốc nhôm. Hàng này là hàng nhập nguyên chiếc các bác nhé. Và hôm nay Tùng Nguyễn làm video này để thông báo đến tất cả các bác cái mẫu tép B3 và từ 170 Martin và từ 109 Martin. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin tạm dừng video và để vận chuyển hàng về. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh của Tùng Nguyễn. Thank you.